Huấn luyện viên Tom Saifin muốn cổ động viên Việt Nam cổ vũ đội tuyển Philippines thắng Indonesia. Thất bại trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình khiến Philippines dậm chân ở vị trí bét bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với 1 điểm. Với điểm số hiện tại, Philippines đã kém ngôi nhì bảng của Indonesia, vị trí có vé đi tiếp, đến 6 điểm và chính thức bị loại. Dù đã bị loại nhưng huấn luyện viên Tom Saifin vẫn khẳng định Philippines sẽ chơi hết khả năng ở lượt trận cuối gặp Indonesia. Tôi rất tiếc nuối với thất bại này của Philippines. Song, chúng tôi không có thời gian để ngẫm nghĩ mà phải bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc so tài với Indonesia sau đây 5 ngày. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có trận đấu khó với Iraq. Tôi chúc các bạn thật nhiều may mắn. Tôi sẽ rất vui nếu cổ động viên Việt Nam ủng hộ Philippines ở trận cuối, vì nếu chúng tôi hạ Indonesia còn các bạn thắng Iraq, Việt Nam sẽ đi tiếp. Tôi biết Indonesia rất mạnh và muốn thắng nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình, huấn luyện viên Tom Saifin nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với tuyển Việt Nam. Ở cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam hôm 6 tháng 6, Philippines đã chơi rất ấn tượng và thiếu chút nữa đã có được trận hòa. Nhưng bàn thắng muộn của Tuấn Hải đã khiến mọi hy vọng giành điểm của thầy trò huấn luyện viên Tom Saifin tan vỡ. Tôi muốn chúc mừng trận đấu hay của đội tuyển Việt Nam. Bầu không khí trên sân Mỹ Đình cũng rất tuyệt vời. Hôm nay, tôi không muốn đánh giá tuyển Việt Nam, vì tôi đang huấn luyện Philippines và chỉ tập trung vào đội bóng của mình. Học trò của tôi đã có cơ hội nguy hiểm, kiểm soát bóng tốt trong hiệp 1. Đáng ra trận này nên có tỷ số hòa. Philippines đã chơi tốt, có cơ hội nhưng không tận dụng được. Đây là bài học cho Philippines, nhà cầm quân người Bỉ nói. Sau lượt trận thứ 5, những chiến binh sao vàng đã có 6 điểm và kém Indonesia 1 điểm. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không còn nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối bảng F. Theo lịch, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6.